đó thì các bạn, mình là Chen và ở trên bàn của mình hiện tại đang có một cái setup DDJ Flexix và loa VM 50 có màu trắng rất là đẹp. Thì về loa VM 50 hôm trước mình đã có một cái video review sản phẩm loa VM 50 này. Nếu mà các bạn chưa xem thì mình sẽ để link ở trên đây. Còn đối với lại DJ Flexix thì ở đây chúng ta có một cái phối màu trắng nhám, trắng mờ cùng với lại những cái chi tiết được in bằng màu đen nhám rất là đẹp. Ngoài ra thì ở phần shock wheel, khu vực mở effect và khu vực master trải dài xuống đến phần beat effect, chúng ta sẽ có một cái lớp nhựa màu đen bóng làm cho cái máy của mình trở nên sang trọng hơn. Cũng giống như những phiên bản DJ Flexix trước thì chúng ta cũng có các cổng master, boot, cổng kết nối micro, cổng USB kết nối với máy tính, và chúng ta có thể sử dụng được cả Rekordbox và Serato DJ Pro ở trên với cái thiết bị này. Một vài thông tin đến từ DJ Flexix trắng, đó chính là đây là một phiên bản giới hạn Limited Edition và chỉ được phân phối ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Có thể nói thì đây là một setup rất là tuyệt vời và setup làm cho cái studio của mình trở nên sang trọng hơn và một setup hoàn hảo dành cho những bạn yêu thích màu trắng. Và DJ Flexix trắng hiện đang có số lượng rất là có hạn tại Việt Nam. Các bạn có thể tham khảo qua DJ Flexix màu trắng ở trên website của công ty Bảo Dương, công ty G-Music và Pioneer DJ Việt Nam Center. Ngoài ra thì các bạn có thể đến để tìm hiểu và trải nghiệm thiết bị DJ Flexix trắng cùng với loa VM 50 ở công ty G-Music số 649 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, hoặc là công ty Bảo Dương số 531, 533 Dương Đạo, phường Cầu Hồ, quận 1. Một lần nữa, mình là Chen. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.